Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Cùng học Anh ngữ với chúng tôi Study English with us Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học văn phạm số 6 với tựa đề là Thì hiện tại đơn của động từ thường Chúng ta cùng bắt đầu nhé Thì hiện tại đơn là Symbol Present Tense Bài học hôm trước chúng ta cũng học thì hiện tại đơn nhưng mà của động từ to be. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lọc bài này nhưng mà là của động từ thường. Lúc đầu TK định là một bài bao gồm cả động từ to be và động từ thường luôn, nhưng mà cái bài nó dài quá cho nên cuối cùng TK đã chia nó ra làm 3 phần. Phần đầu tiên là động từ to be, phần số 2 là động từ thường và phần số 3 là mình so sánh giữa hai động từ cho các bạn hiểu rõ hơn. Trước khi chúng ta vô phần động từ thường, khe sẽ nhắc sơ lại về khi nào chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn nhé các bạn. Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả những hành động mang tính. Thứ nhất là thói quen, thường xuyên lặp đi lặp lại. Thứ hai, không thay đổi tình huống sự kiện. Thứ ba, sự thật hiển nhiên. Thứ tư, sự kiện trong tương lai đã được lên lịch cụ thể. Các bạn lưu ý nhé, thì hiện tại đơn được sử dụng nói đến bốn tính cách. Thứ nhất là thói quen, thứ hai không thay đổi, thứ ba sự thật hiển nhiên và thứ tư sự kiện trong tương lai đã được lên lịch cụ thể. Thì hiện tại đơn có hai phần, thứ nhất là động từ to be, thứ hai là động từ thường. Động từ to be chúng ta đã học trong bài số 5 rồi, hôm nay là bài số 6 chúng ta học về động từ thường. Nói về các thể thì chúng ta có ba thể, thứ nhất thể khẳng định, thứ hai thể phủ định, thứ ba là thể nghi vấn. Như vậy dù cho ra là động từ to be hay là động từ thường thì chúng ta vẫn phải đều có ba thể là khẳng định, phủ định và nghi vấn các bạn nhé. Trước khi chúng ta vào phần công thức thì TK sẽ ôm lại phần đại từ nhân xưng cho các bạn nhé. Đại từ nhân xưng mình chia ra là thứ nhất là ngôi, thứ hai là số ít và thứ ba là số nhiều. Ngôi thì mình có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là chúng ta nói về mình. Nếu mà số ít là tôi, mà số nhiều là hơn một người là là chúng tôi. Ở đây TK có ghi rằng ngôi thứ nhất số ít là ai, ai là tôi, quy là chúng ta hoặc là chúng tôi. Mình lưu ý nhé, số ít là chỉ có một người, từ hai người trở lên là số nhiều. Ngôi thứ hai là chúng ta dành cho những người đang đối diện với mình, đang nói chuyện với mình. Thì dù cho đó là số ít hay số nhiều thì vẫn chỉ là chữ you mà thôi các bạn nhé. Các bạn lưu ý ở ngôi thứ hai, số ít hoặc là số nhiều đều là you cái đến là ngôi thứ ba là những người không có tham gia trong cái cuộc nói chuyện này của chúng ta họ có thể ở đâu đó đằng xa hoặc là họ không có hiện diện ở đây thì ngôi thứ ba số ít là he she hoặc là it anh ấy cô ấy hoặc là nó chỉ có một người thôi anh ấy là một người cô ấy cũng là một người nó cũng là một người thì cái đó là ngôi thứ ba số ít còn ngôi thứ ba số nhiều là they họ chúng nó là ngôi thứ ba số nhiều các bạn nhé they cho nên trong phần đại tự nhân xưng chúng ta lưu ý rằng có 3 ngôi, thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Và chúng ta lưu ý có phần số ít và phần số nhiều. Khi mà mình đọc từ trên xuống dưới thì mình sẽ đọc hết số ít, sau mà mình đọc đến số nhiều. Ví dụ mình đọc là I, you, he, she, it, we, you, they. Cái đó là thứ tự mà mình thường hay đọc khi mà mình liệt kê hết đại tự nhân xưng các bạn nhé. Hết cái cột số ít xong mà đến cái cột số nhiều. Ở đây TK có ghi sẵn cho các bạn. I, you, he, she, it, we, you, they. Đây là cái thứ tự mà khi mà mình học nó là cái thứ tự tự nhiên mà chúng ta thường học. Nhưng mà trong cái bài văn phạm hôm nay TK muốn chia làm hai nhóm các bạn lưu ý nhé. Nhóm đầu tiên là nhóm I, you, we, they. Và nhóm thứ hai là he, she, it. Chúng ta tách ra cái ngôi thứ ba số ít ra một cái nhóm riêng. Tại vì cái nhóm này là một cái nhóm đặc biệt mình cần lưu ý còn tất cả những đại từ nhân xưng còn lại chúng ta lưu vào một nhóm thì khai nhắc lại nhé I, you, we, they là nhóm số 1 Nhóm số 2 là he, she và it Tại sao mình tách nhóm số 2 ra? Tại vì nhóm số 2 là ngôi thứ ba số ít Bây giờ chúng ta vào phần thứ nhất của thì hiện tại đơn Thể khẳng định động từ thường các bạn nhé Trước hết cột chủ từ của chúng ta là I, you, we, they, he, she, it Bây giờ đối với động từ thường mình xài như thế nào? Động từ nguyên mẫu. Động từ nguyên mẫu là cái động từ gốc, không có to. Ví dụ như động từ to have, động từ to be, động từ to run. Tất cả các động từ đều có chữ to. Nhưng mà khi mà mình sử dụng trong cái thể khẳng định của động từ thường thì hiện tại đơn chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu không có chữ tu các bạn nhé. Và nguyên mẫu có nghĩa là không chia động từ gốc như thế nào thì chúng ta xài y như vậy. I run là tôi chạy. Mình không có để chữ to. I to run là không đúng. Mình không xài to trong đây. Động từ nguyên mẫu, không có to. Mình chỉ xài là I là chủ từ. Mình ráp động từ vô kế bên. I run là tôi chạy. You walk là bạn đi bộ. Các bạn thấy đơn giản không? Chủ từ và động từ mình ráp lại với nhau. Động từ là động từ nguyên mẫu, không chia, không có to các bạn nha. We talk. Chúng tôi nói chuyện hoặc là chúng ta nói chuyện they sing. Họ hát. Chúng ta xem thêm một số ví dụ các bạn nhé. Ví dụ đầu tiên là I go to bed at 10 every night. I là tôi, go là đi, to bed là đến cái giường hoặc là lên giường ngủ, at 10 vào lúc 10 giờ, every night là mỗi đêm. Mỗi đêm tôi đi ngủ vào lúc 10 giờ hoặc là tôi đi ngủ vào lúc 10 giờ mỗi đêm. Chủ từ là I, động từ là go. Mình thấy không, động từ nguyên mẫu không chia và không có tu. I go to bed at 10 every night. We play basketball on weekends. We là chúng tôi, play là chơi, basketball là bóng rổ, basket là cái rổ, ball là trái banh, basketball là bóng rổ. On weekends là vào những ngày cuối tuần. Chúng tôi chơi bóng rổ vào những ngày cuối tuần. We play basketball on weekends. Thế đây chủ từ là we play là động từ nguyên mẫu không chia không có tu các bạn nhé. They travel every summer. Họ đi du lịch vào mỗi mùa hè. They là chủ từ, động từ là travel nguyên mẫu không chia không tu. Every là mỗi, summer là mùa hè. Họ đi du lịch vào mỗi mùa hè. They travel every summer. Thì có hai là những cái chủ từ và cái động từ đi kế bên cho chúng ta dễ lưu ý. Chúng ta chuyển sang nhóm số 2 nhé. Công thức của nhóm số 2 là he, she và it cộng với động từ mà động từ này là một chúng ta thêm s, hai là chúng ta thêm es ở ngoài sau. Cái nhóm đầu tiên là i, you, we, they mình xài động từ nguyên mẫu không có từ. Cái nhóm số 2 là chủ từ cộng với động từ mà động từ đó là phải thêm s hoặc là thêm es. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem động từ nào thêm s và động từ nào thêm es nha. Luật thứ nhất. Chúng ta thêm es vào những động từ kết thúc bằng ch, sh, s, x, z hoặc là o. Điều này có nghĩa là đối với những động từ mà kết thúc bằng những cái từ này thì khi chúng ta đi kèm với lại he, she và it thì chúng ta phải thêm es vào cái động từ đó các bạn nha. Ví dụ như chúng ta có chữ teach là dạy. Nếu mà tôi dạy là I teach hoặc là bạn dạy là you teach nhưng mà nếu mà chúng ta xài với he she hoặc là it thì sau chữ teach chúng ta phải thêm chữ es vô là teachers có nghĩa là từ chữ teach nguyên mẫu khi chúng ta đi với he she và it thì chúng ta thêm es vô sẽ đọc là teachers ví dụ như là he teaches she teaches ví dụ số 2 của chúng ta là wash có nghĩa là rửa mình rửa tay là I wash my hand nhưng mà nếu mà anh ấy rửa là he washes, mình thêm chữ ES vô động từ wash các bạn nhé. Cột bên tay trái là cột nguyên mẫu. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng với cái nhóm thứ nhất, cột bên tay phải là cái cột chúng ta thêm ES vào để sử dụng với cái nhóm số 2, he, she hoặc là it. Ví dụ số 3 là miss, có nghĩa là nhớ, I miss you là tôi nhớ bạn. Nhưng mà nếu mà anh ấy là he misses, mình thêm ES vô các bạn, Fix là sửa chữa Thì là fixes Go là dùng cho nhóm thứ nhất là I go Nhưng mà nếu mà he, she hoặc là it thì là goes Đó là luật thứ nhất Chúng ta thêm s vào những động từ kết thúc bằng CH, SH, S, Z Hoặc là O Bây giờ chúng ta sang luật thứ hai Luật thứ hai là những động từ kết thúc bằng Y dài Nếu mà các bạn có xem qua bài danh từ của TK và anh Frank Thì các bạn sẽ nhớ cái luật này những động từ kết thúc bằng y dài. Nếu trước y dài là một phụ âm, chúng ta đổi từ y dài thành y ngắn, sau đó cộng thêm es. Các bạn lưu ý nhé. Nếu trước chữ y dài là một phụ âm, thì mình đổi y dài thành y ngắn, thêm es. Như vậy nếu mà trước y dài là nguyên âm thì chúng ta làm như thế nào? Nếu trước y dài là nguyên âm thì chúng ta giữ nguyên, chỉ thêm chữ s ngoài sau mà thôi rất là đơn giản phải không các bạn nếu mà trước y dài là nguyên âm thì mình coi như đó là một động từ bình thường khác mình chỉ thêm chữ s ngoài sau thôi các bạn nhé cry là khóc tôi khóc là i cry nhưng mà anh ấy là he cries mình đổi y dài thành y ngắn mình thêm es tiếp theo là fly là bay thì cũng như vậy vì trước chữ y dài là một phụ âm là chữ l là phụ âm thì chúng ta đổi y dài thành y ngắn thêm es còn nếu mà trước y dài là, là nguyên âm, các bạn nếu mà các bạn không có nhớ thì TK nhắc lại luôn, chúng ta có năm nguyên âm là a, e, i, o và u. Thì đó là năm nguyên âm, những chữ còn lại trong bảng chữ cái trừ ra năm nguyên âm này thì đều là phụ âm hết các bạn nhé. Play. Trước chữ play là chữ a. A là một trong năm nguyên âm. Cho nên chúng ta vẫn giữ nguyên chữ play, mình không thay đổi y dài, mình vẫn giữ nguyên y dài mà mình thêm chữ s ngoài sau thôi stay cũng như vậy trước chữ y dài là một chữ a là một nguyên âm cho nên mình vẫn giữ nguyên mình thêm s stay là ở lại play là chơi các bạn nhé đó là luật số 2, tất cả những động từ kết thúc bằng y dài luật số 3 là động từ have có nghĩa là có i have you have we have they have nếu mà he she it thì từ have mình chuyển thành has ví dụ là he has a new car anh ấy có một chiếc xe mới. I have a new car. He has a new car. Các bạn lưu ý sự khác nhau nhé. She has a nice voice. Cô ấy có giọng hát hay. Luật số 3 rất là dễ phong các bạn. Mình sang luật thứ tư là luật cuối cùng nhé. Đối với những động từ còn lại, có nghĩa là những động từ không thuộc vào nhóm số 1, số 2 hoặc là số 3, thì tất cả những động từ còn lại đó thuộc vào nhóm số 4. Luật của số 4 là thêm S. Đối với những động từ không rơi vào nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 thì chúng ta thêm S khi xài chung với lại he, she, it hoặc là danh từ số ít. He works in the post office. Anh ấy làm việc tại bưu điện. Chữ work là động từ nguyên mẫu. Khi mà mình xài với he, mình thêm chữ S ngoài sau các bạn nhé. She wants to buy a new house. Cô ấy muốn mua một căn nhà mới. Want, I want là tôi muốn. Nhưng mà khi mà cô ấy là she wants, mình thêm chữ S ngoài sau nhé các bạn. Như vậy là chúng ta đã học xong phần đầu tiên là thể khẳng định của động từ thường. Chúng ta học tiếp theo đến phần số 2 nhé. Phủ định của động từ thường. Thì ở đây có một điểm chúng ta cần lưu ý là đối với thể phủ định và thể nghi vấn của động từ thường Ở thì hiện tại đơn chúng ta cần phải có trợ động từ to do. Thì khai nhắc lại nhé. Đối với thì hiện tại đơn của các động từ thường khi chúng ta sử dụng trong thể phủ định và thể nghi vấn mình phải mượn trợ động từ to do trợ động từ là động từ dùng để hỗ trợ cho nên đối với những động từ thường không thể nào tự đứng một mình trong thể nghi vấn phủ định mình phải mượn trợ động từ to do thì mình mới sử dụng được trong thể phủ định và nghi vấn nếu mà các bạn nhớ bài động từ to be là am is hoặc là a khi chuyển sang thể phủ định mình vẫn giữ chủ từ rồi đến am is a và kết tiếp là chữ not các bạn nhớ không thì ở đây đối với động từ thường chúng ta không thể nào vẫn giữ chủ từ rồi tới động từ nguyên mẫu không có tu rồi thêm chữ not được mình không thể xài như vậy cho nên đối với những động từ thường chúng ta phải mượn trợ động từ to do thì mình mới xài được trong thể phủ định và thể nghi vấn có một số bạn có hỏi TK rằng hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng khi nào là are you hoặc là khi nào do you. Thì ở đây TK nói luôn với các bạn rằng nếu mà tất cả các câu mà có động từ to be thì khi mà mình chuyển sang thể nghi vấn thì mình chỉ đảo động từ to be ra ngoài trước thì nó sẽ thành là are you hoặc là is he hoặc là is she. Nhưng mà nếu mà cái động từ là động từ thường không phải là động từ to be thì chúng ta phải mượn trợ động từ to do là do you hoặc là does he. Các bạn lưu ý nhé. Nếu mà động từ chính của câu là to be thì mình đảo động từ to be ra phía trước. Nếu động từ chính của câu là một động từ thường thì chúng ta phải mượn trợ động từ to do. Cho nên khi trong câu hỏi chúng ta phải mượn to do để chúng ta mới thể hiện câu nghi vấn được. Cho nên ở đây mình lưu ý một lần nữa ở thể phủ định và thể nghi vấn, động từ thường cần có trợ động từ to do. Ở trong thể phủ định cũng như vậy chúng ta chia cái chủ từ ra thành hai nhóm các bạn nhé. I, you, we, they và những danh từ số nhiều và nhóm số 2 là he, she, it và danh từ số ít. Như vậy thì động từ to do khi mà mình Sử dụng cho cái nhóm thứ nhất và nhóm thai thì sẽ như thế nào? Nhóm thứ nhất là do, tại sao? Mình vẫn giữ là động từ nguyên mẫu, không chia các bạn nhé. Nhóm số 2 là does. Các bạn có biết tại sao là does không? Tại vì chữ do kết thúc bằng chữ r, mình nhớ cái luật không? Nếu mà những động từ kết thúc bằng ch, sh, s, x, z hoặc là r thì khi chúng ta xài chung với lại he, she và it thì mình thêm es cho nên chữ do này cũng như vậy vì kết thúc là o cho nên mình thêm es vô mình đọc là does he does she does hoặc là it does rồi bây giờ thể phủ định của động từ thường thì mình xài như thế nào công thức của chúng ta là chủ từ rồi đến trợ động từ to do rồi sau đó đến chữ not phủ định là phải có chữ not các bạn nhé đến chữ not và cuối cùng là động từ thường động từ nguyên mẫu không tu. I, you, we, they hoặc là số nhiều thì trợ động từ hồi nãy thì Kem mới nói là gì các bạn? Chữ do nhé. I do, you do, we do. Phủ định mình thêm not vào. Và động từ chính của chúng ta là swim, động từ nguyên mẫu, không chia, không có tu. I do not swim. Tôi không bơi. You do not run. Bạn không chạy. We do not walk. Chúng tôi không đi bộ. They do not eat. Họ không ăn hoặc là danh từ số nhiều, do not study. Ví dụ như là students chẳng hạn, các sinh viên thì không có học hành. Chúng ta sang nhóm số 2 nhé. Chủ từ là he, she, it hoặc là số ít. Trợ động từ to do ở đây chúng ta sử dụng với ngôi thứ ba số ít thì mình dùng là does mình thêm chữ not vào cho thể phủ định. Và động từ chính vẫn là động từ nguyên mẫu không chia không tu. He does not drive. Anh ấy không có lái xe. She does not dance. Cô ấy không có khiêu vũ. It does not fly. Nó không có bay. Hoặc là danh từ số ít. Does not cry. Ví dụ như là baby là em bé. Em bé thì không có khóc. Ở đây mình có một số lưu ý là khi sử dụng trợ động từ, chúng ta chia trực tiếp trên trợ động từ khi cần thiết, không chia động từ chính. Thì khai nhắc lại nhé. Khi sử dụng trợ động từ, trong trường hợp này chúng ta đang học là to do, chúng ta chia trực tiếp trên trợ động từ khi cần thiết. Có nghĩa là ví dụ như uh, đối với I, you, we, they là mình giữ do, mình không chia, nhưng mà khi sang he, she, it thì chúng ta phải chia, chúng ta chuyển thành does. Là khi mà trong những trường hợp cần thiết thì mình chia trực tiếp trên trợ động từ. Chúng ta không chia động từ chính. Động từ chính vẫn là động từ nguyên mẫu, không từ các bạn nhé. Phần kế tiếp của chúng ta học sẽ là phần rút gọn của phủ định nhé. Chủ từ, trợ động từ, rồi đến chữ not là phủ định. Và cái cuối cùng là cách chúng ta rút gọn lại. Chủ từ của chúng ta là I, you, we, they và he, she, it. Trợ động từ của nhóm đầu tiên là do và nhóm số 2 là does. Chúng ta thêm not vào. Bây giờ I do not thì mình rút gọn như thế nào? I don't. Chữ do not mình ráp chữ do và chữ not lại với nhau thì cái chữ not mình bỏ chữ o mình thế bằng dấu phẩy ở trên các bạn nhé. I do not là I don't, you don't, we don't, they don't. Còn does not thì mình rút gọn như thế nào? Chữ đơ sử nguyên chữ not cũng một cách đó. Mình ráp hai chữ lại với nhau. Mình bỏ chữ o thay bằng dấu phẩy. He doesn't. He does not. Khi mình mình rút gọn lại thành he doesn't. She doesn't hoặc là it doesn't. Như vậy là chúng ta đã xong phần số 2. Thể phủ định của động từ thường. Chúng ta học tiếp đến phần số 3. Thể nghi vấn nhé. Nghi vấn của động từ thường thì một lần nữa cũng giống như trong bài động từ to be ở nghi vấn chúng ta có hai loại thứ nhất là yes no có hay không và thứ hai là những câu hỏi có từ hỏi phần đầu tiên chúng ta học sẽ là phần yes no công thức của chúng ta là trợ động từ ở đây trợ động từ của mình là gì các bạn nhớ không do hoặc là does kế đến là chủ từ rồi kế đến là động từ chính nguyên mẫu không tu nhé trợ động từ chủ từ và động từ chính Chủ từ của chúng ta là I, you, we, they. Trò động từ tương ứng của I, you, we, they là gì các bạn? Do. Kế tiếp mình cần thêm một cái động từ chính nữa thì mình sẽ thành ra câu hỏi các bạn nhé. Chữ know là biết. Do I know? Tôi có biết không? Do you think? Bạn có nghĩ không? Do we dance? Chúng ta có khiêu vũ không? Do they work? Họ có làm việc không? Chúng ta học sang nhóm số 2 nhé. He, she, it là chủ từ. Trợ động từ đi chung với he, she, it là does. Động từ chính của chúng ta vẫn là động từ nguyên mẫu, không to. Does he know? Anh ấy có biết không? Does she think? Cô ấy có nghĩ không? Does it work? Nó có làm việc không, nó có hiệu quả không? Phần số 2 của nghi vấn là các câu hỏi có từ hỏi. Các từ hỏi của chúng ta là những từ nào các bạn có nhớ không? What, when, where, who và how. Ở đây công thức của chúng ta như thế nào? Trước nhất là các từ hỏi. Kế đến là trợ động từ, rồi đến chủ từ và cuối cùng là động từ chính. Không tu các bạn nhé. Trong phần ví dụ này, TK sẽ sử dụng là các ví dụ của yes, no, có hay không để cho các bạn dễ hình dung hơn nhé. Do I know? Thì bây giờ khi mà mình ráp từ hỏi vô mình sẽ đặt ở đâu? Đặt ở phía trước các bạn nhé. What do I know? Tôi thì biết gì? Who do you think? Bạn nghĩ đó là ai? How do we dance? Chúng ta sẽ khiêu vũ như thế nào? Where do they work? Họ làm việc ở đâu? Và cuối cùng là when do they come? Là khi nào thì họ đến? Ở trong những cái ví dụ này, TK đã dựa theo cái công thức mà làm những cái ví dụ cho chúng ta dễ hình dung hơn. Trên thực tế, khi mà nói nó sẽ hơi khác một chút xíu. Ví dụ như khi chúng ta hỏi rằng khi nào họ đến thì mình sẽ dùng ở trong thì tương lai, khi nào thì họ sẽ đến. When will they come? Chứ không phải là when do they come? Nhưng mà vì ở đây là cái công thức như vậy, TK ghi ra như vậy cho các bạn để sau này khi các bạn muốn ráp câu hoặc là khi các bạn thấy một câu nào đó mà các bạn muốn biết rằng tại sao cái câu đó như vậy thì chúng ta ít ra biết rằng đây là cái cấu trúc như vậy và người ta đã sử dụng câu đó như thế đó. I, you, we, they. Chúng ta chuyển sang ví dụ của nhóm số 2 nhé. Khi mà ráp từ hỏi vào What does he know? Anh ấy biết điều gì? Anh ấy biết gì? What does she think? Cô ấy nghĩ gì? How does it work? cái máy này nó nó làm việc như thế nào, nó sử dụng như thế nào. Như vậy là chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay. Trước đây chúng ta đã học về thì hiện tại đơn của động từ to be rồi. Và hôm nay khi chúng ta học đến bài này chúng ta sẽ thấy có những điểm tương đồng với bài của động từ to be. Cho nên TK nghĩ rằng nó sẽ không quá khó vì chúng ta đã học cái bài số 5 rồi thì bài số 6 nó sẽ dễ hơn cho các bạn. Trong bài học số 7 của văn Phạm, TK sẽ so sánh giữa cái động từ to be và động từ thường để cho các bạn dễ liên tưởng hơn và dễ áp dụng hơn vào trong cái việc học của mình. Ngoài ra trong cái phần đầu tiên của bài số 5 và số 6, TK cũng có nói rằng có bốn trường hợp khi chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn. Thì trong cái bài số 7 TK sẽ giải thích rõ ràng hơn và đưa cho các bạn những ví dụ cụ thể cái bốn trường hợp khi nào chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn. Cho nên các bạn đón xem video số 7 nhé. Một lần nữa TK muốn nhắc lại với các bạn rằng đối với những bài văn phạm chúng ta không thể nào mong chờ rằng mình hiểu hết khi mà mình chỉ mới xem có một lần. Cho nên các bạn cứ xem đi xem lại nhiều lần để cho mình càng ngày càng hiểu rõ hơn các bạn nhé. TK chúc các bạn học thật là tốt và các bạn đừng quên share video này dùm cho TK nhé. Cảm ơn các bạn thật là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!